dẫn Pet đi mua thuốc cùng mà anh bán thuốc nỡ lòng lùa Pet bay mất. À, khoan, lưu ý. Ôi, kiếm bà khoan à. Anh nuôi hả? Trời ơi, trời tự nhiên đi nuôi kiếm bà khoan đâu có biết. Trời ơi, em xin lỗi nha. Thuốc điểm rồi đó. Trời ơi, bây giờ anh chuyển tới con kiếm bà khoan thì em chịu rồi. Trời ơi. Ây da, có con Chí này nè, anh có chỉ đúng không?